anh xác cuộc súng. Vâng, anh cho em xin số hiệu và bảng quân nhân của anh được không ạ? Không được, anh phải cho em xin nhá. Mai em còn lên em còn làm việc gì? Làm việc thì em chả làm gì để mà anh làm việc với em cả. Còn bây nhưng giờ mà... em chỉ kiểm tra theo một công việc của em hàng ngày, anh thông cảm giúp em. À không, thì anh biết rồi, nhưng bây giờ anh phải biết là anh đang làm việc với ai. Chứ còn anh không làm việc với ai được thì anh không làm việc đâu. Còn em quay phim anh là tí là em phải cho anh số hiệu đàng hoàng nhá. Còn nếu em không cho anh số hiệu á, thì anh sẽ lấy lại biển số mai anh lên nhá. Anh lấy lại biển số okay. Mà em được lập công khai. Rồi, xong rồi anh cho anh xin tổ công tác mình 4 người gồm những ai nhá. Anh không cả nhá. À không, không được, mai em lên làm việc khó lắm anh ạ. Đấy, nó khó lắm, nhưng không phải là đơn giản đâu. Đấy. Chứ bọn em đi đây lỡ mai cướp phát bọn em chết chả biết ai. Anh đấy đó, anh nói em là lực lượng đây là cướp đó. Thế là chúng tôi đi tuần lực lượng công khai ở đây. Lỡ mai ấy, nhưng bây giờ bọn em không biết là anh là ai. Anh chưa? Rồi rồi, anh đợi em chút. Anh đợi em chút. Lùi xe đấy em ơi, lùi xe đấy. Lùi hẳn đằng sau này này. Tiến hẳn lên trên. Tiến hẳn lên trên được. Lỡ vào. Lần đầu tiên mới gặp mấy anh đây. Lần đầu tiên trong cuộc đời. 1.300 anh về anh cứ xem TikTok Tuấn của Mã 36 là anh biết em là ai đấy nhá. Đấy, anh cứ về anh tự tìm hiểu đi nhá. Ủa sao lại mời bọn em giấy tờ không mang đi anh lại mời? Sao lại mời được giấy tờ bọn em không mang đi cái gì cả? Bây giờ anh đã kiểm tra chính các bạn anh đã làm việc của gì bây giờ? Nhưng mà, chấp hành là bây giờ anh... Đúng rồi! Không, không, không! Không, không được, anh đi cá nhân là biết là đỡ máy xe bọn em ăn trộm ăn cắp các kiểu rồi sao? Anh làm vậy là không được, bọn em đỡ máy xe bọn em ăn trộm ăn cắp thì sao được nhỉ? Còn sao lại... Có mà anh treo bọn em à?